33 tuổi, vào tù 6 lần, nay lại lĩnh án 16 năm nữa. Từng 6 lần vào tù về tội trộm cắp, một người ở Hải Dương lĩnh tiếp 16 năm tù về hành vi mua ma túy. Còn người bán ở Bắc Ninh với tiền án hủy hoại tài sản nhận 20 năm tù. Ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy với hai bị cáo Phạm Văn Đạt, người Hải Dương và Đỗ Vĩnh Hoàng, người Bắc Ninh. Cả hai đều có tiền án, trong đó Hoàng 29 tuổi từng bị tù về tội hủy hoại tài sản. Còn Đạt 33 tuổi từng 6 lần vào tù đều về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, tháng 10 năm 2022, Đạt quen và biết Hoàng có ma túy tổng hợp loại ketamine và kẹo MDMA. Ngày 27 tháng 12 năm 2022, từ nhà ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang, Đạt đến chỗ ở của Hoàng để mua 17,742 gam ketamine với giá 20 triệu đồng và 50,875 gam ma túy tổng hợp dạng kẹo màu hồng với giá 12 triệu đồng. Sau khi hoàn tất thương vụ, Đạt cất hàng vào túi áo khoác, đi xe taxi về Hải Dương để bán. Đến 17 giờ cùng ngày, Đạt xuống xe ở xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc thì ngay lập tức bị cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hải Dương bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số ma túy trên. Cơ quan cảnh sát điều tra ngay sau đó tiến hành bắt giữ khẩn cấp và khám xét nơi ở của Hoàng tại Bắc Ninh, thu giữ tiếp 247 viên ma túy, gồm các loại gồm MDMA, metafetamin với tổng khối lượng 36,949 gram, 6 túi ni lông chứa 16,65 gram ketamine và 11 túi ni lông tổng khối lượng 11,955 gram ma túy tổng hợp. Đánh giá, cân nhắc hành vi, tính chất của các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Đạt 16 năm tù, Đỗ Vĩnh Hoàng 20 năm tù về cùng tội mua bán trái phép chất ma túy.